Xin kính chào quý thầy cô, dưới đây là bản giáo án cả năm lớp 6, môn hóa học, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do các thầy cô của Tech 12 giờ kết hợp với kênh giáo viên cùng biên soạn. Như trên màn hình, chúng ta có thể thấy giáo án cho chương 2, chất quanh ta, bài 9, sự đa dạng của chất sẽ có những phần như sau. Chúng ta hãy cùng xem tiếp một bài khác trong giáo án của môn hóa học lớp 6, bộ sách kết nối tri thức. Chúng ta hãy cùng xem bài 16, hỗn hợp các chất. Thì tương tự như ở bài 9, sự đa dạng của chất, thì bài 16 cũng sẽ có những phần như sau. Trên đây là giáo án cả năm của môn hóa học lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Vừa rồi chúng tôi cũng đã đưa ra hai bài để thầy cô cùng tham khảo. Tất cả những bài còn lại trong chương trình hóa học lớp 6, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống thì đều được soạn chi tiết và đầy đủ như vậy. Giáo án khi tải về là giáo án bản word, quý thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình dạy của địa phương mình. Để biên soạn được giáo án này thì nhóm giáo viên cũng mất khá là nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án cả năm của các môn trong những bộ sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin ở dưới đây.